À vâng, Soka xin chào bác nhá. Thì hôm nay bên em sẽ tiếp tục test thực tế con bơm ly tâm lưu lượng. Con này về lưu lượng cực kỳ khủng luôn. Con này là 1,5 kg này, hệ 48 120V. Họng hút là họng 90 nhá. Con này em test nhanh để chơi gửi cho một bác khách ở Bình Thuận. Bác đặt em con này. Đây, em quay một vòng cho bác xem. Đấy. Đây là 1,5 kg này. IC này. Đó. Đây. Tem bên em đây. Đấy, bên em làm các sản phẩm thì con nào cũng thế thôi, rất là chỉnh chu rồi. Đấy, thì đây là cái mẫu hút lưu lượng lớn nhá. Kỳ rưỡi này nó cũng có hai dạng, một dạng là đầu 60 thì áp sẽ khỏe hơn, con này là họng 90 thì là lưu lượng sẽ nhiều hơn. Đấy, con này thì lên đến 60 khối, à 8 60 khối. Đấy, 60 khối một giờ nhá. Lưu lượng tối đa là 60 khối một giờ. Áp cao là 14 mét. Đấy, thích hợp cho bác tưới tưới bét đường bằng này, cần lưu lượng lớn này. Đấy thì con này cực kỳ khủng luôn. Kỳ rưỡi thôi, chạy từ 6 tấm pin. 6 tấm pin là chạy ok lắm rồi. 4 đến 6 tấm nhá. Đó. Hút xả đây thì em có đấu nối sẵn để em test cho bác xem. Họng 90 nhá, đây, họng to. To đùng. Đây, thì em cũng đã đấu nối vào cái bộ nguồn giả lập của em đây. Đấy, em đang để là 100 118V nhá. Đó, bây giờ em bật máy cho bác xem này. Thì con này có em vẫn thiết kế nút điều chỉnh nhá. Đấy, em sẽ lên ga dần cho bác xem này. Đó, bắt đầu lên này. Rồi, bác thấy không? Ống 90 nhá. Ống 90 bác nhìn này. Đặt nước luôn. Cực kỳ khỏe luôn. Đấy, con này thích hợp cho bác tát nước. Tát toát nước hoặc là tưới bét bét đường bằng nhá. Thì con này đẩy cực khỏe luôn. Đấy, lưu lượng rất nhiều. Tối đa để lên đến 60 khối một giờ. Đấy, hút xả 90. Còn sản phẩm bên em thì độ hoàn thiện thì cực kỳ cao rồi. Đấy, rất là đồng bộ nhá. Đấy, ống 90, hút xả 90. Người to, con này như lúc em vừa trao đổi à, vừa chia sẻ nó có hai mã, cũng là con 1,5 kg này thôi, nhưng có một mã nữa là mã họng 60. Con ý thì là lưu lượng của nó sẽ ít hơn con này, nhưng bù lại con ý cột áp nó cao hơn, tùy vào mục đích sử dụng và công việc cụ thể nhá. Thì các bác sẽ sử dụng như là con nào phù hợp. Đó. Thì video này em test nhanh cho bác khách của em cũng như là giới thiệu qua cái thông số của cái mẫu bơm ly tâm lưu lượng công suất lớn này. Bác nào nhu cầu tìm hiểu hoặc tham khảo thì liên hệ trực tiếp hotline, em sẽ để góc màn hình nhá. Vâng, Soka xin cảm ơn các bác, chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Vâng, Soka xin chào bác.